lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm vaccine COVID-19. Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ngày 5 tháng 9 cho biết, Ủy ban Nhân dân phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số phụ huynh không cho con tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Nội dung một biên bản nêu rõ ông K, sinh năm 1984, trú ở khu 2 phường Trần Phú có hành vi vi phạm hành chính, không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cũng tại biên bản này, ông K nêu lý do là không đồng ý cho con tiêm chủng vaccine COVID-19. Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú yêu cầu gia đình đến Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để được tư vấn tiêm chủng vaccine COVID-19. Yêu cầu ông K có mặt vào 9 giờ ngày 6 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn không quá từ 2 đến 5 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, ông K có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp hoặc văn bản giải trình đến ông Bùi Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú. Tuy nhiên, ông K không ký biên bản vì lý do tôi không vi phạm hành chính. Thành phố Móng Cái cũng đưa ra một số thông tin về quy định liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03-2007 và các quy định về xử phạt liên quan. Điều 9 vi phạm quy định về sử dụng vaccine và sinh phẩm y tế, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 ngàn đồng đối với một số hành vi sau đây: không thực hiện hoặc cản trở trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với một trong số những hành vi sau đây: không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Sau gần 6 năm nghiên cứu, mới đây tiến sĩ Vũ Việt Dũng, 33 tuổi cùng với cộng sự đã nghiên cứu thành công việc tách sợi cellulose rỗng từ rơm để chế tạo nên những tấm tường cách âm đạt tiêu chuẩn cho công trình xây dựng. Là tiến sĩ Đại học Sherbrooke, Canada, chuyên ngành cơ học âm thanh, sau gần 6 năm nghiên cứu và thử nghiệm, tiến sĩ Dũng cùng với một số các chuyên gia cùng lĩnh vực lập Viện Phát triển và Ứng dụng Vật liệu Âm thanh tại Hà Nội đã nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cho tường rơm. Sản phẩm của nhóm đã được kiểm định với các chỉ số độ cách âm, cách nhiệt và tiêu âm đạt tiêu chuẩn cho công trình xây dựng. Sản phẩm phù hợp cách âm ở tần số thấp, âm thanh trầm như các quán bar, phòng ngủ, khách sạn hoặc là cách nhiệt trên mái nhà, xưởng vách. Mới đây thì nhóm đã lắp ghép tường rơm cho khoảng 10 ngôi nhà với quy mô nhỏ theo đặt hàng của một doanh nghiệp tại Hòa Bình. Việc làm này hết sức có ý nghĩa giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn trong các thành phố lớn. Thưa quý vị, đốt rác thải, khói bụi công nghiệp, nước thải từ sinh hoạt sản xuất đang đe dọa ngày càng nghiêm trọng đời sống của người dân ở các vùng nông thôn. Trước thực trạng này, nhiều hoạt động cải thiện môi trường nông thôn đã được thực hiện, trong đó nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, đồng thời bảo vệ sức khỏe của chính gia đình họ. Và sau đây là ghi nhận tại Bắc Giang. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để khảo sát về thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn tại các thôn xóm. Vận động bà con phân loại rác thải từ đầu nguồn, nói không với đốt rác, vứt rác bừa bãi. Đó là công việc của các cộng tác viên thuộc mạng lưới bảo vệ sức khỏe môi trường nông thôn do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang điều phối. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, sạch nhà, sạch ngõ. Tuyên truyền được bà con, rác thải mang đúng nơi quy định mà mang ra đúng quy định nào lại phải làm thế nào để cái rác thải đấy nó không ảnh hưởng đến bà con, nhân dân. Dựa trên các cái cộng tác viên, tuyên truyền viên có các cái tuyên truyền đối với người dân trong việc phân loại chất thải đúng quy định và có các cái hướng dẫn về cách xử lý một cách đơn giản nhất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Không chỉ có hoạt động đi đến từng nhà người dân để hướng dẫn phân loại rác thải, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia y tế đầu ngành về sức khỏe môi trường để tập huấn, hướng dẫn cho các cộng tác viên của mạng lưới các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường một cách thiết thực. Đối với cái dự án này chúng tôi rất kỳ vọng, bởi vì là thứ nhất là sẽ nâng cao được cái nhận thức của bà con nhân dân. Qua đó thì bà con nhân dân có ý thức và đồng thời cùng với địa phương sẽ nâng cao được cái bảo vệ môi trường, nâng cao được cái sức khỏe cho bà con nhân dân. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An,
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Y tế cho biết, môi trường nông thôn đang bị đe dọa bởi nhiều tác động như đốt rác, đốt rơm rạ, đun than tổ ong, vứt xác động vật chết, phun thuốc trừ sâu. Do đó, người dân cần được nhận thức đầy đủ về vấn đề này để tích cực hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Nông thôn hiện nay ô nhiễm không kém gì thành phố, đặc biệt vào những tháng như 9 tháng 10 tháng 11 thì những cái luồng khói bụi từ những nơi sản xuất công nghiệp, những cái nhà máy nhiệt điện rồi các thứ nó đổ về không kém gì thành phố và ung thư rất cao. Thực tế tôi đã có những cái số liệu để chứng minh rồi. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hàng ngày như phân loại rác thải, hướng tới các mô hình canh tác nông nghiệp theo Việt Gáp, hữu cơ, chăn nuôi an toàn sinh học sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của chính những người dân ở nông thôn. Theo thống kê, hiện có khoảng 1/3 người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động. Làm sao để giúp người cao tuổi có được công việc phù hợp với sức khỏe và có được thu nhập ổn định là bài toán rất khó, nhất là đối với người cao tuổi ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, ở một số địa phương hiện nay, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại cây truyền thống sang cây gai xanh AP1, lực lượng lao động cao niên ở địa phương không những có được công việc phù hợp với sức khỏe của mình, mà còn có thu nhập đều đặn, ổn định trong suốt cả năm. Ngoài 60 tuổi, bà Hậu vẫn thoăn thoắt tuốt cây gai xanh AP1 lấy vỏ để đem phơi khô, chờ nhập cho nhà máy. So với thu hoạch ngô sắn, thì việc thu hoạch gai lấy vỏ nhẹ nhàng hơn nhiều và phù hợp với người cao tuổi như bà. Bước đầu thì rất là sợ, nhưng mà chỉ làm một vài lần là tôi cảm thấy là nó cũng dễ dàng mà làm được. Hơi điêu luyện nhưng chưa điêu luyện lắm. Một thời gian nữa chắc là tay nghề của chị em công nhân là chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Cây gai xanh AP1 do Viện Di chuyển Nông nghiệp Việt Nam chọn tạo và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống quốc gia, cấp bằng bảo hộ độc quyền cho tập đoàn An Phước Vidami để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy dệt sợi gai 600 tỷ đồng tại Thanh Hóa. Hiện đã có 12 tỉnh trên cả nước trồng cây gai xanh AP1. Đây là cây trồng khỏe, ít sâu bệnh, dễ chăm sóc. Trồng một lần thu hoạch 10 năm, mỗi năm cho thu từ 4 đến 6 vụ. Gai khô làm ra được nhà máy bao tiêu toàn bộ theo hợp đồng ký kết, nên cây trồng này được đông đảo người dân, nhất là những gia đình có nương rẫy trên đồi cao đón nhận. Gai này thì 70 tuổi mới còn làm được. Mà rất nhẹ nhàng, mà làm nó không mệt cơ. Tối về ngủ nó thoải mái mà nó sáng vô tư lắm. Theo pháp luật Việt Nam, những người từ 60 tuổi trở lên được đặt trong nhóm người cao tuổi. Dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân số. Đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%. Việc chuyển đổi những cây trồng truyền thống kém hiệu quả sang cây gai xanh AP1 sẽ giúp người cao tuổi ở nông thôn phát huy được khả năng của họ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Thì có đất mà có điều kiện cũng muốn là cái phong trào để làm cho bà thay đổi cái cuộc sống, cái nề lối canh tác của bà con thì cũng như thế để tiên phong làm. Thì thực tế ra là nếu bản thân gia đình này thì chúng tôi thấy hiệu quả, mà đa phần là người ta cũng thấy các hướng dần theo mình, bởi vì thực tế ra là quan trọng nhất đối với người dân là người ta chỉ nhìn thấy thực tế. Qua cái quá trình đánh giá thì cái công việc nó là công việc thủ công rất đơn giản nên tất cả các đối tượng lao động đều có thể tham gia được. Và từ cái khâu việc trồng chăm sóc đến khâu thu hoạch thì tất cả mọi người đều có thể để tham gia. Làm cỏ bón phân thì đấy là công việc thường xuyên của nhà nông rồi. Ngoài ra việc thu hoạch và phơi cây cây xanh này thì nó cũng rất là đơn giản nên tất cả mọi người có thể làm và tận dụng được lao động địa phương để nâng cao cái thu nhập và tạo công việc làm cho bà con ở tại địa phương. Sau nhiều vụ sản xuất thực tế, người dân đã kiểm chứng mỗi hecta trồng gai thu hoạch khoảng 100 triệu đồng một năm sau khi trừ chi phí. Nhưng bên cạnh lợi ích vật chất còn là những lợi ích về mặt xã hội khi người cao tuổi không phải ly nông, ly hương ra thành phố mưu sinh mà được lao động quây quần cùng con cháu, tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.